Giáo sư Đông y chia sẻ 3 bí quyết tự làm mắt sáng trở lại, bảo vệ các bệnh về mắt. Bà con thân mến, đôi mắt là tài sản vô giá của con người. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết để nhìn các vật từ gần đến xa, chuyển động thông tin trên bộ não để ghi nhớ. Nếu như mắc các vấn đề về mắt thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong khi ngày nay, các bệnh về mắt như giảm thị lực, cận thị, viễn thị, đục thủy tinh thể ngày càng phổ biến, mà nguyên nhân chủ yếu là do xu thế sử dụng công nghệ khiến thị lực của chúng ta ngày càng giảm đi đáng kể, đặc biệt là ở trẻ em và người trưởng thành. Do đó mà giáo sư Hạ Phổ Nhân, một danh y đại sư của Trung Quốc, được Hội Y học Trung Quốc gọi là thần châm, nghĩa là bậc thầy giỏi như thần về châm cứu, đã chia sẻ 3 bí quyết giúp đôi mắt sáng trở lại, đánh bay các bệnh về mắt. Thứ nhất là xoay mắt, làm mắt tinh, thông huyết, ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Phương pháp này rất đơn giản, bà con chỉ cần khép mắt nhẹ, thư giãn và xoay tròng mắt theo chiều kim đồng hồ khoảng 36 lần. Sau đó thì lại đổi chiều kim đồng hồ và xoay tiếp 36 lần, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và ngược lại. Nếu cứ kiên trì tập luyện các bài tập này thì các bệnh về mắt sẽ giảm đi thấy rõ. Không chỉ có tác dụng chữa bệnh đục thủy tinh thể, viễn thị, hoa mắt mà còn có tác dụng phòng chống cận thị rất hiệu quả. Giáo sư Đông y cũng cho biết thêm, đây là bài tập được đánh giá rất cao từ xưa cho đến nay, giúp làm máu chạy nhanh hơn, một số chất cặn bã sẽ được đào thải một cách nhanh chóng và từ đó sẽ hạn chế được các triệu chứng của đục thủy tinh thể phát triển. Bên cạnh đó thì y học hiện đại cũng phát hiện ra rằng khi xoay chuyển mắt thì có thể giúp các mao mạch mắt hoạt động, thúc đẩy tuần hoàn máu, do đó mà cải thiện sự trao đổi chất trong mắt, giúp kiểm soát sớm và đục thủy tinh thể. Thứ hai là bấm huyệt thừa khớp, chống viễn thị và giảm tình trạng cận thị. Bà con hãy dùng ngón trỏ bấm vào huyệt thừa khớp, mắt hướng thẳng về phía trước, tròng đen nhìn xuống dưới. Huyệt thừa khớp nằm ở xương hốc mắt phía dưới của bà con. Dùng ngón tay trỏ day và bấm theo nhiều lần. Kể từ năm 47 tuổi thì giáo sư Nhân đã có dấu hiệu mắt mờ, giảm thị lực, phải đeo kính nặng độ nhưng mắt vẫn không nhìn rõ. Giáo sư đã nghiên cứu và áp dụng bài bấm huyệt này vào mỗi buổi sáng thức dậy, coi như là một giải pháp để cung cấp máu cho đôi mắt. Và sau một thời gian kiên trì thực hiện thì mắt của ông đã được cải thiện rõ rệt. Do đó mà bà con hãy thực hiện động tác này vào mỗi buổi sáng như giáo sư bà con nhé. Thứ ba là bấm huyệt minh nhãn giúp giảm mệt mỏi cho đôi mắt, nuôi dưỡng mắt sáng hơn. Bằng một phương pháp massage rất đơn giản, bất kể là thời gian nghỉ ngơi hay là bất kỳ một thời điểm nào trong ngày, thì bà con cũng nên bấm huyệt minh nhãn. Huyệt minh nhãn sẽ giúp giảm chứng đau mỏi mắt. Huyệt minh nhãn là điểm huyệt nằm giữa khớp ngón tay trỏ. Cách bấm huyệt này đơn giản như sau. Bà con hãy dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái bấm vào dây huyệt cho tay kia, rồi đổi ngược lại. Mỗi lần bấm từ 3 đến 5 phút, cho đến khi bà con cảm thấy hơi đau hoặc là nóng vùng huyệt thì dừng lại. Tiện lợi nhất là bấm vào buổi sáng và buổi tối, trước và sau khi mà bà con ngủ dậy. Trước khi ngủ thì nếu bà con không phải là một người dễ ngủ thì tốt nhất cũng nên sử dụng phương pháp này, bởi vì việc bấm huyệt để loại bỏ việc mệt mỏi mắt giúp mắt của bà con nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn. Phương pháp này cũng có thể ức chế quá trình đục thủy tinh thể do tuổi già ở những người cao tuổi. Ngoài ra thì việc bấm huyệt này cũng có thể làm giảm chứng viêm kết mạc cấp tính, tất cả các triệu chứng liên quan đến mắt khác. Những người làm việc với máy tính hoặc là dùng điện thoại nhiều, công việc cần phải sử dụng nhiều đến đôi mắt thì cũng nên bấm huyệt này 2 lần mỗi ngày bà con nhé. Ngoài ra thì bà con cũng nên tập một số bài tập khác như là tập chớp mắt. Chớp mắt thường xuyên cũng là một trong những cách để bà con làm sáng đôi mắt của mình. Bà con có thể dễ dàng áp dụng nó. Nhìn quá lâu vào một quyển sách hay là màn hình điện thoại hay là máy vi tính thì cũng sẽ ảnh hưởng xấu cho thị lực của bà con. Nếu công việc bắt buộc phải sử dụng máy vi tính liên tục thì bà con nên thường xuyên nghỉ giải lao sau khoảng 30 đến 40 phút làm việc. Trong khoảng thời gian này thì bà con hãy nhìn vào các điểm xa ít nhất là 20 mét trong khoảng thời gian 30 giây và chớp mắt liên tục. Hành động chớp mắt diễn ra tự nhiên nhằm bôi trơn cho nhãn cầu và ngăn ngừa tình trạng khô mắt. Càng chớp mắt nhiều thì càng cải thiện được thị lực một cách đáng kể. Thứ hai là sử dụng các sản phẩm bổ mắt chống oxy hóa. Mỗi ngày trôi qua thì cơ thể của chúng ta lại sản sinh ra hàng tấn các rác thải oxy hóa bởi nhiều nguyên nhân như là do ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước hay là tác động từ ánh sáng, từ các nguồn điện tử, do tuổi tác, lão hóa, vân vân. Những rác thải oxy hóa này có thể ứ đọng và làm tổn thương các bộ phận của mắt, gây suy giảm thị lực. Chính vì vậy mà việc bổ sung những sản phẩm hỗ trợ cho đôi mắt có
chứa các chất chống oxy hóa mạnh là điều rất quan trọng để bảo vệ thị lực và phòng ngừa các bệnh về mắt. Bên cạnh đó thì bà con hãy luôn đeo kính râm khi ra ngoài. Kính râm chính là một vật bất ly thân của đôi mắt trong nhiều tình huống. Nhiều bà con phải làm việc trong các khu công nghiệp nhiều khói bụi thì bà con hãy đeo kính để ngăn ngừa những vật li ti bay trong không khí hoặc là bụi rơi vào mắt. Khi đi bơi, bà con cũng cần đeo kính để bảo vệ cho đôi mắt khỏi clo, muối và những hóa chất khác có trong nước của hồ bơi. Khi đi ra ngoài trời thì không chỉ vào những ngày nắng gắt, việc đeo kính chống nắng để bảo vệ mắt khỏi các tia tử ngoại cũng là điều rất cần thiết. Đồng thời thì kính râm cũng sẽ giúp cho đôi mắt của bà con không bị khô do ảnh hưởng bởi gió. Cuối cùng là thường xuyên massage cho đôi mắt. Một trong những cách làm cho đôi mắt sáng được nhiều người kiểm nghiệm đó chính là chà hai tay thật mạnh vào nhau cho đến khi chúng nóng lên. Sau đó thì đặt lòng bàn tay lên mắt sao cho mắt được che kín và không lọt một tia ánh sáng nào. Trước đó thì bà con cần phải rửa tay thật là sạch. Trong quá trình massage cho đôi mắt thì bà con nên hít thở thật là thoải mái, giữ nguyên tư thế ít nhất là trong vòng 1 phút hoặc là lâu hơn. Thực hiện động tác này một cách thường xuyên đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cho đôi mắt của bà con sáng và khỏe hơn. Thứ tư là tránh không khí khô như là ngồi điều hòa. Những luồng không khí có độ ẩm rất thấp từ máy sấy tóc, lỗ thông hơi của xe ô tô, máy điều hòa nhiệt độ và quạt cũng sẽ làm cho đôi mắt của bà con bị khô. Vì vậy hãy tránh việc hứng chịu những luồng không khí khô khi có thể nhất. Trong ô tô thì không được để lỗ khí thông hơi hướng thẳng vào mặt. Nguyên tắc này cũng được áp dụng tương tự với các vật dụng khác như là máy sấy tóc, quạt hay là điều hòa. Mặc dù hiện nay chưa có phương pháp nào để ngăn chặn được tình trạng quá trình lão hóa ở mắt, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể bảo vệ chúng bằng các biện pháp phòng ngừa từ rất sớm. Và các biện pháp chủ động phòng ngừa bệnh lý về mắt cùng với việc chăm sóc đúng cách chính là giải pháp an toàn và hữu hiệu nhất để có được một đôi mắt sáng khỏe lâu dài và hạn chế được sự tiến triển của những bệnh lý nguy hiểm đối với đôi mắt của bà con. Hy vọng rằng với những chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp cho bà con có thêm được những thông tin bổ ích về cách làm sáng mắt, cách chăm sóc cho đôi mắt của bà con một cách hiệu quả và an toàn nhất. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình. Thôi, nghỉ tí đi, mỏi mắt quá. Được có 10 phút thôi, đứng cãi nhau.